chúng ta cùng giúp ông lão ra khỏi phòng thí nghiệm. Làm cách nào để mở cánh cửa này đây? Cánh tay và cái rìu này đều mở không được. Có một cái thẻ trong túi áo ông này, lấy ra quẹt thử xem sao. Mở được rồi nè mọi người. Mở ra một cánh cửa gỗ dùng cây rìu gỡ luôn cánh cửa. Cánh cửa này có hình vân tay, dùng cánh tay dưới đất này quét xem sao. Mở được rồi nè. Làm sao để mở hàng rào điện này đây? Ta có cái công tắc điện này ở luôn. Cánh của băng này thì dễ rồi, dùng lửa đốt luôn. Cánh của này mở bằng bao tay vô cực, mà cái bao tay này lại thiếu đá. Nhặt đá trong tay ông này, nhặt viên màu xanh ở sàn nhà, lấy cái thương hiệu xe này gắn vào bao tay luôn. Cánh cửa này mở bằng mật khẩu, phòng thí nghiệm này số 1405 thử nhập vào luôn, thế mà cửa mở. Cánh cửa này chỉ mở khi không khí ông nhiễm, vận một bộ đồ phòng độc cho ông. Ông zombie này ăn nhiều mít luộc hay gì mà để quá trời, làm ông nhiễm không khí luôn, thế là cửa mở ra. Bà vợ ông chờ sẵn hai người phi xe đi trốn đại dịch luôn.